trong bao ngày, còn bố hồi chua chát còn mãi trên môi. Grand Fest 2012 xong hôm nay rồi ngày mai sẽ chết, đó là quy tắc mày hiểu chưa. Nhìn những đứa trẻ vừa mới sinh ra thì cha mẹ chúng nó không cần, vì thiếu bàn tay giáo dục cha mẹ thì chúng đã ra tù đến hai lần. Ở cõi ta bà là một hình phạt mà có người đã phải từ ràng buộc, nhưng nhân nào thì gặp quả đó hậu quả thì sẽ không bị phụ thuộc. Mày rap ngắn ngủi thế này không đủ cho tao nói lên được điều gì, đành phải gói gọn cảm xúc trong một vài câu chữ đơn giản. Nhưng nhiều khi muốn hét to, hét thật to để những ấm ức chưa qua hết. Muốn được tự do giống như loài hoa khi tới thời thì trái nơi hoa kết. Muốn được thả mình ở giữa biển khơi để cảm nhận được một chút vị mặn. Muốn được gục đầu ở trong bóng tối để thưởng thức nỗi buồn sâu lắng. Muốn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhưng không phải là ở nơi trần gian. Muốn được ôm em ở trong vòng tay nhưng không cần đến hai chữ thời gian. Muốn tao là đồng hồ cát đi lặng ngưng động thời gian nó đang trôi, để tao có thể chấm dứt hết tất cả mọi chuyện tao cần chỉ vậy thôi. Nếu tao có chết đôi được bình yên thì tao sẽ chết, tất cả hận thù giấy não rồi đây thì cũng sẽ hết. Trở thành con người mới, đứng dậy và vươn vai, gạt bỏ tất cả khổ đau ở trong quá khứ, tiến đến tương lai. Nếu tao có chết đôi được bình yên thì tao sẽ chết, tất cả hận thù giấy não rồi đây thì cũng sẽ hết. Trở thành con người mới, đứng dậy và vươn vai, gạt bỏ tất cả khổ đau ở trong quá khứ, tiến đến tương lai. Phải tấu hậu để viết lên những bài thơ sâu sắc, càng không phải nguyện du có được những câu chữ tuyệt vời những cân nhắc. Chỉ đơn giản là một thằng nghệ sĩ nghèo túng cảm xúc và làm thơ, đêm về cẩn thận nhận ra những gì trước mắt tất cả chỉ là mơ. Nhiều đêm tao chưa thể ngủ, chắc vì chữ chưa hề đủ. Xã hội này đã tha hóa, tàn tích vẫn chưa thể cũ. Nếu có thể ước chỉ một điều ước, tao ước mình là cả bầu trời, dang rộng vòng tay đến những kẻ lạc lối, được nhìn thấy vài sắc màu đời. Nhưng không, mọi chuyện bị mất kiểm soát như mông lung. Tiếng hét ầm ĩ, tiếng khóc an ức vẫn còn vang vọng trong không trung. Người người lũ lượt chà đạp lên nhau chỉ để ổn định cho cuộc sống. Vơi vét từng cắt ở trong nước mắt, bọn mày còn thua lũ chuột cống. Người có tiền kẻ có quyền ăn thua nhau ở lũ ai du. Muốn được pháp luật miễn tội đơn giản, chỉ cần mày bỏ tiền ra mua. Tao muốn là đồng hồ cát để ngưng động thời gian nó đang trôi, để có thể chấm dứt hết tất cả mọi chuyện tao cần chỉ vậy thôi. Nếu tao có chết đôi được bình yên thì tao sẽ chết, tất cả hận thù giấy não rồi đây thì cũng sẽ hết. Trở thành con người mới, đứng dậy và vươn vai, gạt bỏ tất cả khổ đau ở trong quá khứ, tiến đến tương lai. Nếu tao có chết đôi được bình yên thì tao sẽ chết, tất cả hận thù giấy não rồi đây thì cũng sẽ hết. Trở thành con người mới, đứng dậy và vươn vai, gạt bỏ tất cả khổ đau ở trong quá khứ, tiến đến tương lai. Nếu tao có chết đôi được bình yên thì tao sẽ chết, tất cả hận thù giấy não rồi đây thì cũng sẽ hết. Trở thành con người mới, đứng dậy và vươn vai, gạt bỏ tất cả khổ đau ở trong quá khứ, tiến đến tương lai. Nếu tao có chết đôi được bình yên thì tao sẽ chết, tất cả hận thù giấy não rồi đây thì cũng sẽ